Đang bắt đầu livestream nha. Chậm chút đi. Chào tất cả các anh em. Hôm nay vườn lan của anh Ngô Bình Trị. Em xin coi cái nha, em xin nói cái. À đây. Trời, ban ngày cũng là ngày em yêu tiền. Yêu tiền. Em cần tiền. À. Em cũng chỉ nhượng lại cho anh một cây. Ngọc Xuân Cước. Giá thì anh chuyển tiền rồi. Giá thì chuyển tiền rồi cho nên là không nói. Giá chuyển tiền rồi. À nhưng mà không nói. Chào anh Nguyễn, chào anh Nguyễn Văn Quyết. Sao giờ là để bàn giao cho anh chị. Chào anh Trần Hiền. Cây Bảo Di là 2 tỷ. Cây Bảo Di. Đã thấy rồi. Dạ. Anh nhìn thấy tận hoa luôn rồi. Thì cái này là cây này là em bảo hành anh là 100%. Dạ. Là ra cây Bảo Di. Anh em nha, vừa thực hiện giao dịch một cây Bảo Di với giá 2 tỷ và một cây Ngọc Sơn Cước với giá là 600 triệu của vườn lan Hai Beo chia sẻ cho anh team của anh Ngô Bình Trị tại thành phố Cần Thơ. Đại gia bất động sản. Rồi xin cảm ơn anh Út và xin cảm ơn các anh em đã ủng hộ vườn mới. Hy vọng là cái cây này nó sẽ chống lớn và bao ăn chống lớn, bao ăn chống lớn và trở thành một cây chủ lực của vườn. Cảm ơn. Vỗ tay. Livestream lên vườn chút đi. Quá rồi. Xem vườn đi. Vườn này phải nói là quá khủng rồi. Vườn này không biết giờ tả làm sao nữa. Đây vườn bây giờ quá trời rồi. Đó. Nhìn coi nè. Chơi lan có 1 tháng. Mới anh Ngô Bình Trị mới vào chơi lan được 1 tháng và làm cái vườn mất 2 tuần. Sau 2 tuần hoàn thành cái vườn cực kỳ kiên cố. Ở trong mà vườn này là quá kiên cố luôn. Anh Ngô Bình Trị mới vào chơi lan được từ đầu tháng 4 nhưng mà đã làm vườn và mua mỗi lượng cây rất là lớn. Trong vườn đa phần là HO và một số cây VIP thì còn một lượng cây nữa anh em ở trên Tây Ninh đang đem xuống. Tổng tiền đầu tư của vườn anh Ngô Bình Trị vào hơn 1 tháng thì nó đã hơn 10 tỷ rồi. Dạ vườn này có thể là nói là rộng thứ nhì thứ ba gì ở Cần Thơ á anh ơi, thứ nhì ở Cần Thơ. Nhưng mà nói về độ đẹp, độ kiên cố thì độ chắc chắn rồi thì nó VIP lắm. Vườn này quá VIP. Nói chung là Cần Thơ là trong đầu năm tới giờ thì lượng vườn lên cũng khá là nhiều rồi, mà toàn là vườn đẹp đẹp không. Anh em làm càng về sau càng có kinh nghiệm. Làm vườn vào rất là thích. Chào Sang Nguyễn. À đây, mừng vườn mới. Úc Hai Beo có tặng một cái cây 5 cánh trắng Hải Dương mắc mờ. Hải Dương tặng vườn mới. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Anh em nào có vườn mới cứ làm xong rồi mời nút về, là nút có thằng kia tặng ha. Rồi tuần sau có vườn mới giống ha. Ở đây thì ngoài cái vườn lan VIP ra còn một cái khu du lịch sinh thái nữa. À, kế bên là hồ bơi và các cái căn nghỉ dưỡng. Nhưng mà do ở trong vườn lan nhìn ra hơi khó thấy. Đây là vàng HO mà anh chị đã mua trong 1 tháng qua. Hầu như ảnh gom từ Bắc vào Nam. Đó, gom. Những cây HO rất là đẹp. À, đây là cây HO năm nhất. Cây HO năm nhất này được 1m1. Đo luôn nè.
nhắm thôi. Rút ngọn rồi chứ không rút ngọn là lên mét mốt rồi đó. 2 mét luôn rồi. À, à. Nó đẻ ra 2 mầm lỡ giờ nó ra được 4 ngọn. Bữa nay cái mầm bên đây nữa. À, được mấy kỳ nữa. Giờ nó cũng sinh sôi nảy nở nhanh quá. Chào anh Phạm Thanh Thảo. Đây, số KHO. KHO kỳ năm nhất. Nó không chuẩn anh, nó rung. Nó phải có độ rung của. Chào Minh Chí. Anh lên chứ không phải Út nha Chí ơi. Chào Bác Giới. À, đa phần là HO thôi. HO. HO chậu nái, chậu khủng, chậu đủ kiểu. Đây là HO mới của anh Hậu giao lưu với vườn mới. Với giá là 3 triệu một sen. Giờ ngón tay thẳng thẳng lên coi làm gì công công vậy. À. Ừ, nó vậy đó. Chào Chí nha. Chào Bác Giới. Bác Giới chào hoài vậy. Chào Thức. Tại nó chào mình chào nó lại. À, mình đâu sợ nó đâu. Còn nó quất mình quất nó lại. Dạ vườn khá là đẹp á anh Nguyễn Sen ơi. Chào Lương Nguyễn. Chào Mít Hiếu. Trời ơi, cây năm nhất ở Cần Thơ nhiều cây nó phi khiếp lắm. Mét 2, mét 1, mét 2 là có hết. Nhiều lắm. Đây, qua bên đây cho anh em xem một số kỳ năm nhất nè. À. Đây, đây một cái vườn này vườn của một anh đại gia mới vào chơi lan. Ảnh mới vô có một tháng thôi. Mà ảnh đã bỏ mười mấy tỷ rồi. Đây, kỳ năm nhất nè anh em. À. Ra mầm gốc rất là lực. Dạ em chào anh Triều Nguyễn. À, kỳ năm nhất HO tại Cần Thơ nè. Cái ngọn quá trời đẹp luôn. Dạ em chào anh Phương. Em quay trên cái nick của Út anh ơi, em lên qua Lan Lộc Nguyên. Nhưng mà quay trên nick của vườn Lan Hai Beo. Đây một số cây HO. Nói chung là chủ lực của anh Ngô Bình Trị vào là vào HO là đa số và một số cây VIP thôi. Vườn này ở tại thành phố Cần Thơ nha anh em. Vườn ở tại thành phố Cần Thơ. Chào anh Ngô Văn Kỳ. Chào Di. À, vườn tại thành phố Cần Thơ vừa hoàn thành được khoảng 2 tuần. Một lượng lớn HO. Chậu rất là khủng không à, toàn là chậu khủng thôi. À. Ờ, nhìn cây mà nó đi ngọn thế này nè, đi xè ngọn thế này nè. Chào Đạt. Chào Linh Chim. À. Cây rất là đẹp. Đây, Bảo Duy. Bảo Duy vừa giao dịch cho đem lên vườn liền. À, HO Hải Dương. Nói chung là đa phần là HO là chiếm 80% của vườn và chiếm 80% tổng vốn đầu tư luôn. Đây là cây Minh Châu. Minh Châu này giờ 2 mấy sen này. Trời đo từng ngày luôn hả? Mới đo, mới có cái nước. Rồi, cái chậu HO này bữa nay nhiêu rồi? 21. Chậu HO kỳ năm nhất này bữa nay nhiêu rồi? HO kỳ năm nhất. À, anh đo theo chiều cong luôn ơi, nó ra nhiêu rồi? Đây đó, tách kỳ đó. 94 rồi. Chậu Úc Anh, 94 sen. Kỳ năm nhất HO 94 sen, 95 sen cộng với mầm gốc, cộng với 10 nói chung nữa. Là rất là đẹp. Mầm gốc ra nữa. Đẹp quá. Hai mầm này 10 sen nữa. Có sao đâu. Quá rồi, quá rồi.
Anh muốn bán anh tìm cây đẹp nhất anh hả bán? Cây này đẹp không? À, cây đó không đẹp. Phải đẹp nhất trong vườn. Đẹp nhất cây này hả? Đúng rồi. Dạ. Vui. Rồi, đó. Bữa nay nhà vui mà. Ôi. Mà cây đó bự quá à. Thôi. Đây nè, cây cỡ này được rồi. Bán cây này đi. Cây của ta. Không có, lên lấy lại. Thôi em không lấy lại đâu, em hết tiền rồi. Hôm đấu giá hụt. Hôm đấu giá hụt cho nên là đi mua chậu. Đi em chào anh Vinh. Thôi em xin kết thúc bài live ở đây để anh em nói chuyện, chia sẻ, trao đổi. Dạ em xin chào cả nhà.